Dũng Mobile xin tiếp thị anh em một mẫu điện thoại Nokia 4G mới về tại cửa hàng. Con Nokia 3210. Đây là con Nokia 3210. Đây là một cái sản phẩm mới ra mắt của Nokia và được sản xuất chính hãng. Trong thời gian qua mình bán rất chạy một số sản phẩm của Nokia như là 8210. 8210 đây. Mẫu 8210 này màu xám này, máy rất là cứng cáp, pin to, màn hình lớn, loa lớn. Thì anh em mua rất nhiều và anh em đã hỏi mình mẫu điện thoại 6310. Thì mẫu 6310 rất là ít, hàng rất là ít và nó thường bán trên các trang thương mại điện tử với một cái mức giá là 300 mấy. Thì đó là một con điện thoại nhái nha, điện thoại Nokia nhái. Anh em cũng đặt câu hỏi mình rất là nhiều. Thì tất cả các dòng Nokia nếu mà đã có thẻ nhớ và chụp hình, thẻ nhớ chụp hình thì con máy mới của nó nằm trên 1 triệu thì mới là hàng chính hãng. Còn tất cả những hàng mà giá vài trăm nghìn, giá 400 nghìn, 500 nghìn mà nó mang thương hiệu của Nokia đều là hàng nhái. Đây là một con Nokia mới ra mắt, hàng chính hãng. Khi mình bán, mình giao cho anh em thì mình sẽ cam kết anh em là hàng chính hãng và anh em có thể kiểm tra cùng shipper. Đây, một con máy rất đẹp mới ra, nằm ngoài trong lòng bàn tay như thế này, cùng với cục pin 1.500, gần 1.500. Máy có một cái thiết kế rất là sang trọng, màn hình bóng, mặt bóng. Cái điện thoại bàn phím bây giờ thì nó sẽ có một cái phần cứng như là những cái điện thoại mới rồi, xịn rồi. Đây, một con điện thoại, anh em tưởng tượng là một con điện thoại người ta bán trên thương mại điện tử có mấy trăm nghìn sản phẩm xong, nó hay bắt sóng nha anh em để ý điều đó nhé. Thì mình sẽ vào cái cỡ chữ cho anh em xem. Rất nhiều anh em thắc mắc cái cỡ chữ này có lớn hay không, tại vì đa số những cái máy này là do người già mua để xài, nên chữ nhỏ này không bấm được. Chữ bàn phím này thì nó có một cái thiết kế cách tân như này, cách phím này đã bấm không bị nhầm này, bấm này rất là dễ, phím bấm rất là sướng tay này. Đó. Và cái số này, số khi anh em bấm lên bàn này, màn hình rất đẹp. Thì có con 3210 này nó lấy cảm hứng của con Nokia 8210 ngày trước á, thì anh nó cũng làm giống như vậy. Em của thằng 8210 này, em 8210, 8210 nó to hơn. Xin tiếp thị với em mức giá hai con này giá bằng nhau, máy này mới ra cũng bằng cái máy này, tại vì có một cái chất liệu vỏ nó cứng cáp đẹp đẽ hơn. Mình xin tiếp thị anh em giá online rẻ nhất thị trường 1.500.000 cho một sản phẩm 8210 và 333. Sản phẩm mới ra 3210 này là 1.500.000, không kèm thẻ nhớ. Nó có chụp hình nghe nhạc nhưng mà mình sẽ không tặng kèm thẻ nhớ đâu, máy mới sẽ không tặng kèm thẻ nhớ. Khi anh em đặt máy thì mình sẽ giao cho anh em một cái điện thoại cùng với một cái hộp như này, nguyên tem nguyên kiện như này, anh em có thể để từ bóc hộp kiểm tra shipper. Anh em nhớ bóc cẩn thận nhé, bóc ra nhớ bóc cẩn thận cho mình. Bảo hành toàn quốc 1 năm, bảo hành toàn quốc 1 năm. Và một con 5710 tặng một cặp tai nghe Bluetooth trên đây, tặng cặp tai nghe như này. Anh em có thể mở hộp và kéo cái lưng của máy ra, nó sẽ có hai cái tai nghe Bluetooth. Anh em kéo cái tai nghe Bluetooth anh em nghe, anh em khi nào hết pin anh em lại cắm dục, anh em sạc vào đây, cục pin điện thoại nó sẽ sạc cho cái tai nghe Bluetooth này. Tiếp thị với anh em với mức giá rẻ nhất thị trường là 1.700.000, 1.700.000 bao ship, còn Nokia XZ Music 5710 này. Và
trong cửa hàng mình còn rất nhiều những sản phẩm mới cũ mình đều có hết. Khi anh em kết sản phẩm nào, anh em có một cái anh em bỏ ra một số tiền như là 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu thì mình anh em comment phía bên dưới, mình sẽ phúc đáp anh em với một cái con điện thoại cùng một cái mức giá anh em muốn mua đó. Okay. Trong cửa hàng mình còn rất nhiều các mẫu điện thoại mới ra và các điện thoại tầm trung tầm mới, máy cũ đều có cả nha anh em. Rất nhiều nên sản phẩm về cập nhật hàng liên tục, anh em khi nào anh em cần anh em alo. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi hết video, và anh em sẽ có nhu cầu mua sản phẩm nào anh em comment cho mình hay hoặc kết bạn Zalo, số mình sẽ ghi trên phần tiêu đề để anh em mình dễ trao đổi qua Zalo.